kính chào quý vị và các bạn. Dự báo chiều tối mai, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rông và có những điểm mưa vừa với lượng là từ 10 đến 30mm và có những nơi mưa với lượng là 50mm. Nguy hiểm hơn là trong cơn rông có khả năng xảy ra các hiện tượng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Trong đó, sét có tính sát thương rất lớn, không chỉ ở ngoài trời mà ở trong nhà cũng có nguy cơ bị sét đánh lan truyền từ lưới điện. Quý vị hãy tránh xa ít nhất 1 mét với các đường dây điện nối với lưới điện ở bên ngoài. Đồng thời rút hết phích cắm các thiết bị điện để đảm bảo an toàn. Mưa về chiều tối còn sáng đến trưa mai thì hầu khắp Nam Bộ trời vẫn có nắng mây đan xen. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác phổ biến trong khoảng là từ 31 đến 33 độ. Riêng với một số nơi như là Thủ Dầu Một hay là Biên Hòa khá nóng với mức nhiệt là 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên, ngày mai, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là 30 đến 32 độ. Riêng với Đà Lạt sẽ là 26 độ. Về chiều tối thì một số nơi sẽ có mưa rào. Với khu vực miền Trung, ngày mai, mưa cũng sẽ xuất hiện vài nơi về chiều tối. Còn ban ngày, trời vẫn chủ đạo là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống đến Phan Thiết sẽ là từ 31 đến 33 độ. Dự báo nắng cũng là kiểu thời tiết chính tại miền Bắc trong ngày mai. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố phổ biến trong khoảng là từ 29 đến 33 độ. Buổi trưa thì mọi người cảm thấy khá nóng. Trên biển, hầu khắp khu vực từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Quảng Ngãi ra ngoài khơi, quanh huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai thời tiết tốt, trời có nắng, gió không quá cấp 4 và tầm nhìn xa là trên 10 km. Trái lại với vùng biển từ Bình Định trở xuống đến Cà Mau Kiên Giang ra ngoài khơi, Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Và cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.